Ok, chào cả nhà nhé. Thì hôm nay tiếp tục chia sẻ với các anh chị một cái nội dung liên quan đến việc chúng ta lập cái văn vẽ hoàn công trong xây dựng. Thì cái nội dung mà tôi chia sẻ thì tôi nghĩ chỉ cho mọi người tham khảo thôi nè. Tham khảo trong quá trình mà chúng ta, nếu mà anh chị nào làm bên đơn vị thi công thì tham gia ở cái bộ phận gọi là thực hiện các cái hồ sơ quản lý chất lượng, thì chắc chắn phải có cái bước, phải có một cái hồ sơ, đó là cái văn vẽ hoàn công đó nè. Thế thì trong cái nghị định 06 năm 2021 có quy định về việc lập cái văn vẽ hoàn công như cái video trước đây tôi đã đề cập phải nè. Thì trong đó nó có một cái trường hợp là trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại phụ lục này đó. Tức là cái trường hợp nếu mà chúng ta sử dụng cái hồ sơ thiết kế cũ mà chúng ta đóng dấu hoàn công thì chúng ta làm cái mẫu dấu thì theo cái mẫu ở quy định tại cái phụ lục 2B của cái nghị định 06 năm 2021. Tuy nhiên rằng nếu mà anh chị nào muốn vẽ lại cái bản vẽ mới thì chúng ta lấy cái khung bản vẽ như thế nào cho hợp lệ và nó không có sai nữa nè. Thì nếu mà chúng ta chỉ làm một cái khung bản vẽ mà nó chỉ có, nó giống như cái mẫu, đại khái là chúng ta vẽ lại cái mẫu dấu hoàn công này làm cái khung bản vẽ, cái khung của cái bản vẽ hồ sơ hoàn công á, thì cũng nó đọc nó hơi bị thiếu thông tin với nè, đọc nó sẽ thiếu thông tin về công trình, địa điểm công trình, rồi là chủ đầu tư là ai, đơn vị thiết kế là ai, cho nên là nó cảm giác nó khi mà chúng ta cầm cái hồ sơ hoàn công trên tay á, thì chúng ta không biết được đầy đủ các cái thông tin về công trình này. Tuy nhiên rằng thì trong luật, thì trong nghị định này thì tức là họ chỉ đề cập là chúng ta tương tự thôi nè, tức là tương tự như cái mẫu dấu hoàn công. Tức là sao? Thì ví dụ như các anh chị, người ta nói tương tự thì chúng ta làm sao cho nó có đủ các cái thành phần. Vậy thì trong cái bản vẽ hoàn công thì cái người mà quay, cái trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công là nhà thầu, là nhà thầu. Và ai là sẽ là người ký trên cái bản vẽ hoàn công này, chúng ta cần phải thể hiện ra để cho họ có cái chỗ họ ký không nè. Thì trong cái khung bản vẽ chúng ta sẽ chừa ra để cho họ ký vào đó. Thế thì ở đây tôi đã tạo một cái khung đó nè, tức là nó cũng đơn giản thôi, chứ cũng không, mình không có làm cho nó quá phức tạp lên. Thì ở đây á, chúng ta có thể đưa ra cái mục đích phát hành là chúng ta thiết đặt là thiết kế cơ sở hay là bản vẽ thi công, bản vẽ kỹ thuật gì đó đó, đó là tìm nè. Một bước thì chúng ta có bản vẽ thi công, hai bước thì có bản vẽ thi công thiết kế cơ sở, rồi ba bước thì nó mới xuất hiện cái bản vẽ kỹ thuật này, rồi bản vẽ hoàn công nè. Nếu mà mục đích chúng ta phát hành cái bản vẽ này là bản vẽ hoàn công, chúng ta tích vào đây đó. Thì cái nội dung của cái khung bản vẽ này thì có tên chủ đầu tư nè, đơn vị tư vấn thiết kế này, và quan trọng nhất là ông nhà thầu thi công nè. Nhà thầu thi công chúng ta phải chừa ít nhất ba cái vị trí. Thứ nhất là ba vị trí đó nè, cái chỗ ông chỉ huy trưởng này ký, hoặc là ông giám đốc dự án ký nè, cho nó đúng quy định, đúng nghị định này ta nè. Trong cái vai trò của nhà thầu thi công thì phải có hai chữ ký, một là người lập văn vẽ hoàn công, hai là chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án. Giám đốc dự án mà mấy cái ông công trình bé bé, thường thì mấy cái công trình mà nhà ở riêng lẻ cái gì, nhà ở riêng lẻ thì làm gì có giám đốc dự án đâu, cho nên là thôi chúng ta cứ đỡ là giám đốc, tức là giám đốc hoặc tổng giám đốc của cái đơn vị thi công này chẳng hạn, rồi chỉ huy trưởng có thì ký vô, còn có thì, nhưng mà người lập thì chắc chắn là phải có, phải là người lập thì ai cũng phải phải làm nhân viên hay chuyên viên gì đó làm, thì chúng ta ký vào đây, ta chừa ra một cái ô chúng ta ký. Và một cái mục nữa là gọi là tư vấn giám sát, hoặc là đáng lẽ là tư vấn giám sát, nếu có đơn vị tư vấn giám sát thì chúng ta chèn một cái mục vào, chèn một cái mục tên đơn vị tư vấn giám sát, rồi chúng ta đỡ cái chức danh người ký là tư vấn giám sát trưởng nè, tư vấn giám sát trưởng đó. Xuống dưới này chúng ta đỡ tên công trình nè, địa điểm, hạng mục, bản vẽ gì nè. Ok, thế là tóm lại là gì, trong nghị định 06 thì họ nói là chúng ta áp dụng, nếu chúng ta vẽ mới lại thì cái khung bản vẽ chúng ta áp dụng lấy cái mẫu nó tương tự như cái mẫu dấu hoàn công, tương tự nữa nè,
tương tự chứ không phải bắt buộc gió, cho nên là chúng ta chỉ cần tham khảo làm sao cho cái khung bản vẽ của chúng ta nó có đầy đủ thông tin. Và những cái thông tin quan trọng nhất chính là này, tên nhà thầu xây dựng này, bản vẽ hoàn công là mục đích thực hành này, ngày tháng năm, ngày tháng năm mà cái người mà chúng ta ký, khi mà chúng ta thực hiện hoàn công xong thì chúng ta tiến hành ký bản vẽ gì đó, chúng ta ghi vào đây ngày tháng năm. Nhà thầu thì phải có người lọc, chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án, còn nếu công trình nào có tư vấn giám sát thì chúng ta kèm thêm cái cột và đơn vị tư vấn giám sát, còn cái chữ ký sẽ là chỉ tư vấn giám sát trưởng đó. Thế thì cái nội dung đó như vậy làm sao, cuối cùng là gì, ta muốn đưa cái mẫu khung bản vẽ như thế nào cũng được không nào, làm sao có đầy đủ nội dung khi người ta đọc vào cái khung bản vẽ này là biết được là cái bản vẽ này là bản vẽ hoàn công. Thứ hai, đơn vị thi công là ông nào, chỉ huy trưởng là ông nào, giám đốc dự án là ông nào, hoặc là cái người lập, rồi có đơn vị tư vấn hay không, có thì chúng ta đưa vô, ai là người ký. Nếu như đưa vô thì chắc chắn là có ông giám sát trưởng, còn nếu mà không có thì bắt ông giám đốc có ký vô đó. Có hạng mục rồi những cái thành phần khác mà đỡ giúp cho cái bản vẽ của chúng ta đọc cái khung bản vẽ chúng ta có đầy đủ thông tin, ta đưa vào chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, đó là công trình nằm ở đâu, hạng mục, tên bản vẽ các kiểu đó. Và cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái nội dung của cái bản vẽ của chúng ta cần thể hiện. Chứ còn nếu mà chúng ta làm đúng cái mẫu dấu hoàn công đó, tức là các anh chị bê nghiêng cái mẫu dấu này nè, tức là quẹ đúng cái mẫu dấu này luôn, chèn vào ngay cái góc này, thì tôi nghĩ là khi đọc chúng ta nó rất là khó hiểu. Nếu mà chúng ta không đưa những cái thông tin về chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, những cái hạng mục hoặc là tên bản vẽ, ký hiệu bản vẽ mà vô, là chúng ta đọc nó sẽ rất là khó hiểu. Và chúng ta làm bản vẽ hoàn công rồi thì chúng ta cũng phải có được một cái mục lục, là cái list danh sách bản vẽ có ký hiệu bản vẽ để chúng ta tra, chúng ta tìm cho nó dễ. Và người khác là vô và xem hồ sơ đó cũng rất là dễ hiểu, còn chúng ta làm mà người khác vô sâu không hiểu gì luôn thì coi bỏ không, coi như là bỏ vứt đi, không có giá trị. Thì thế, và cái bản vẽ hoàn công nó rất là quan trọng cho cái quá trình mà chúng ta vận hành, cải tạo, sử dụng nữa nè. Đặc biệt là những cái bản vẽ về MI, xây dựng thì còn đỡ nè, xây dựng thì còn dễ quan sát, dễ kiểm tra, bảo hành, bảo trì. Nhưng mà cái ống điện với là cái ống nước hoặc là các cái hệ thống mạng internet, nếu mà chúng ta không biết được nó nằm ở vị trí nào, là khi mà chúng ta cắt, chúng ta đục, chúng ta sửa chữa là thế nào cũng cắt đúng và đụng vào các cái đường ống nước là cũng bị xì ống nước, và cắt đụng vào đường dây điện bị đứt chẳng hạn đó. Cho nên nó rất là quan trọng, quan vẽ hoàn công cực kỳ quan trọng, và nó là một trong những thành phần hồ sơ hoàn thành công trình và nó phải được lưu trữ. Ok, thế thì tóm lại là gì, trong cái nội dung video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các anh chị là đi lập một cái khung bản vẽ hoàn công trong trường hợp mà nhà thầu muốn vẽ lại, cần thiết là muốn vẽ lại cái bản vẽ hoàn công mới thì chúng ta sử dụng. Thì cái link thì tôi sẽ để bên dưới nữa nè, để các anh chị có thể tải về tham khảo, tải cái file này về thích thì tham khảo thôi. Nói chung là nội dung chia sẻ là với mục đích là để tham khảo, còn các anh chị sử dụng như thế nào là tùy các anh chị nha, các anh chị thấy cái nào hợp lý thì các anh chị sử dụng thôi. Còn cái thông tin, tất cả các thông tin nào cũng vậy, tất cả ví dụ như sách báo chẳng hạn, internet mình đọc thông tin thì nó là cái mà chúng ta dùng để tham khảo nha các anh chị. Chứ đừng, các anh chị đừng có đem cái thông tin mà tôi chia sẻ rồi đem đi giải trình cho một người khác, ví dụ đi giải trình cho cái ông B nói rằng tôi lấy theo cái ông này là trật lắc thế nào, nó không có đúng. Khi mà giải trình trước cơ quan ban ngành hoặc giải trình trước đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm tra, đơn vị chủ đầu tư, thì chúng ta phải dùng những cái cơ sở đó là luật, tiêu chuẩn, nghị định hay là hoặc là quy chuẩn, đó là những cái mà chúng ta làm cơ sở để chúng ta ngồi chúng ta giải trình với các cái cơ quan ban ngành, chủ đầu tư, với đơn vị thẩm tra, vân vân. Ok, thì và là cái nội dung kết thúc tại đây. Cảm ơn các chị rất nhiều. Nếu như mọi người thấy thông tin hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ. Cảm ơn các chị rất nhiều.